Truyện tranh Hải Thầy Bàn tập 7, Cá Sấu Hùng Bạo. Giới thiệu nhân vật: Hải Thầy Bàn xuất thân từ cô nhi viện Thủ Đức, đệ tử của chú Sáu Thiếu Lâm, Lan Hoàng Hậu, thủ lĩnh đám trẻ bùi đời xóm Mini, bé vàng con gái của cô bà quản gia nhà Hải Thầy Bàn, chó Bình Bình bạn thân của Hải Thầy Bàn, Đức Lì quản đốc phân xưởng đồ chơi, Dũng ve chai bảo vệ lớp học tình thương. Ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Hải Hàng Dọc thắng. Tao không ngờ bữa nay con nít đồng quá xá. Đức Tí không quá trời, chúng bạn giao tụi nhóc bên xưởng đồ chơi cho cô giáo Giang quản lý luôn. Hi hi, từ ngày có mặt em Giang, anh em mình bỏ việc dành xong lòng quá hải, chỉ xài lòng anh lòng em hiền khô. Quen mặt há bồ teo. Ô là la, anh Dũng trong băng móc bọc chờ Bến Thành hả? Vô đi. Hai phó tướng tôi là... Ồ, ai chẳng nghe tiếng cặp sinh đôi lòng anh lòng em, vô luôn. Từ nay dắt theo toàn bộ số mini của Hải Đại Bàn, Lan Hoàng Hậu. Á! À, cả đại đội lỗ to, vô lệ lên mấy nhóc, ha ha. Mấy ông thần làm gì cười dữ. Thấy đám nhỏ đi chơi ngày quốc tế thiếu nhi, tụi mình cảm động, ấy mà. Ủa, sao Giang không thấy mấy anh đưa vé? Chuyện nhỏ của Giang ơi, hi hi. Nào về đây ta họp đoàn cùng nhau. Mình là Long, anh xin tặng cô bạn đồng nghiệp dễ thương. Thằng Long em này cũng mang ké một bông hồng. Các bạn làm tôi muốn khóc, tôi còn phải học nhiều về cuộc sống. Tụi nhỏ đòi coi cá sấu, ok. Lộ bò sát lớn nhất thế giới là cá sấu cửa sông hoặc cá sấu nước mặn. Chúng cực kỳ hiếu chiến. Còn bự nhất cỡ nào hả cô Giang? Ở nước ta chưa, cá sấu dài quá 5 mét, nhưng ở miền Nam Ấn Độ và phía Bắc nước Úc có con dài tới 8 mét. Eo ôi, to như một cái ghe ha. Không ai để ý đến một cô bé. Song Long, coi kìa. Chết con bé. Hu hu, má ơi. Hu hu. Bạc, ạc ạc. Nín, nín đi cưng. Trời đất, tại sao con nghịch dại thế? Nếu không có hai anh thì hu hu. Biết vậy hồi nãy mình làm trầy cả hai tay. Vừa lúc đó, văn phòng đầm sen xin thông báo, mời hai anh em đôi, Trần Long Anh, Trần Long Em, ra ngoài cổng bảo vệ có người thân gặp. Chẳng lẽ Hải Đại Bàng trừ về đột ngột, tao ra cổng với tụi mày, không biết có con mình trong đó không? Bố ơi, mẹ ơi, trời đất, hai con trai của tôi. Tại con sao vậy hả? Chuyện nhỏ mà bố, xin giới thiệu với bố, đây là đại ca Dũng ve chai. Trùm băng móc bọc đã che chở tụi con mấy năm giang hồ. Trời! Thưa cô chú, thời gian qua hai bạn Song Long làm rất nhiều việc nghĩa hiệp, hai bạn dạy các em bùi đời học. Cảm ơn các cô cậu, nhà đọc báo chúng tôi mới biết chúng trôi dạt về số mini. Hu hu, chúng thấy vợ chồng tôi ham làm giàu nên bỏ nhà đi biển biệt. Giờ tôi đón chúng về nhà bè, ở đó chúng tôi có một nông trại đủ chứa 100 người. Chúc cô chú bình an. Thiếu Song Long, việc dạy học của tụi cháu sẽ rất vất vả. Tao không ngờ tụi bay là dân quý tộc. Hít, mình nhớ làng, Giang, anh Đức, anh Dũng, Tí và nhớ tất cả mọi người. Chừng nào có công chuyện sang nhà bè, anh Hải, chị Lan nhớ ghé nông trại tụi tôi. Hình ảnh cuộc hội ngộ với Song Long hiện về trong đầu của Hải. Sao thẫn thờ vậy người hùng? Mình nhớ ngày đầu tiên quen anh em họ Trần bằng một màn quyền cướp y như phim. Chỉ có hai đứa mình mồ côi thôi Hải ơi. Không, còn Đức Lì, Tí Quậu nữa. Ái chà, Tí đi giao hàng sau tới giờ chưa quay về nhỉ? Mấy giờ rồi Đức? 6 giờ chiều, bữa nay giao lô hàng mới ở chợ Xóm Chiếu, chợ Thôn Đảng có vẻ thu hoạch khá. Còn sớm, hóng gió bờ sông một chút. Tao vừa trích ngân quỹ tạo cái ống nhồm hồng ngoại tuyến, uổng tiền. Uổng gì quản đốc, tụi mình phải thủ ống nhồm cho những cuộc phiêu lưu, khí tụi nhỏ tắm sông. Tí nè, hồi nhỏ tao nhảy lòng nhòng ác chiến hơn tụi con nít đang tắm. Tao khó coi chúng lặng hụp. Cái gì? Chết rồi. Ủa, tại sao đám thủy thủ tàu nước ngoài móc súng bắn tùm lum? Tạt tạt tạt. Chặt chặt, mấy cha nội bắn bừa kiểu này không khéo trúng con nít. Không, họ bắn về những cái bóng nhảy tàu lặn về hướng Thủ Thiêm. Té ra bọn xăm mình là băng thủy tặc người nhái nổi tiếng. Vroom. Và là rõ, băng người nhái gồm 5 tên xăm hình nhái
bén chuyên cướp hàng tàu nước ngoài. Chúng nhảy tàu siêu hơn đám con nít Phantom Mat, tụi mình nhảy xe lửa. Hải đại bàng nghe tin này chắc rầu lắm, nó muốn xin hai chữ bình an cho số mini, nhưng tội ác cứ lởn vởn mỗi ngày. Tối hôm đó, mời mọi người uống trà trước khi xem chương trình thời sự. Tàu được 99 điểm. Sau một thời gian án mình bất động, bọn cướp đường xong, người nhái lại tiếp tục gây tội ác. Chiều hôm nay chúng đã xâm nhập tàu Panana, cướp vài tài sản, lặn qua Thủ Thiêm trốn thoát. Y chang như mày báo cáo. Bọn người nhái hoạt động từ Tân Cảng đến Nhà Bè, lặn qua rừng xác. Tên đầu đảng xăm hình con nhái đen, bốn đàn em y xăm các màu nhái đỏ xanh vàng tím. Các bạn cho ý kiến, tiền thưởng bắt bọn chúng lên đến 50 triệu đồng. Chúng vào tù ra khám như đi chờ, chúng bơi lặn cười như rái cá. Phải can thiệp thôi Hải ơi. 50 triệu đủ xây dựng nhà nghỉ, nhà vệ sinh cho lũ nhóc, hoan hô. Trước mắt chúng ta cần rải người dọc Tân Cảng, Nhà Bè, rừng xác. Bằng mắt bọc của tao hồi xưa rành vùng Tân Cảng. Xưa rồi Dũng, tổ đánh giày của thằng cu sói bây giờ rành Tân Cảng hơn. Tổ đám bóp dạo của thằng Lì, Lợm có nhiều mối quen ở Nhà Bè. Tổ bắt cào cào của nhỏ Hoa chuyên cung cấp thức ăn cho các trại nuôi chim cá kiển. Điệp viên sói và thỏ xin thề hoàn thành nhiệm vụ. Sau hả cô Bi, đi với chị Hoa kỳ này sứ mạng lớn ngang, bỏ cào cào bắt nhái đó. Hai tổ đánh giày bắt sao bọ nhận công tác phí của chị Lan lên đường. Tổ đám bóp ở lại. Ai biểu mày cười đồ Lì, đồ Lợm cợm anh Hải khi luộc là phải. Nghe này Lì Lợm, trong ba căn cứ người nhái, điểm Nhà Bè nằm chính giữa. Chính vì vậy tụi em dễ đụng trận nhất. Ờ ha, hãy bám vào bà con bằng nghề, giác hời. Từ Nhà Bè, bọn thủy tặc có thể đánh Tân Cảng hoặc rút lui về rừng xá. Anh Hải cứ yên tâm, chơi điện thoại báo tin. 1, 2, 3, 4. Anh tin vào các hiền đệ cũng như tiên em tuyệt đối bị miên ngạ. Dũng về chai đang chờ mình kìa Hải, sao? Hắn mời tụi mình ăn chè tập thể để tưởng niệm hai phó tướng song long về hưu non. Đám bóp đây, giác hơi bình dân đây, phi hướng mé sông gần thủy tặc hơn. Chủ căn nhà có chuồng heo này là ông Chiến Cải Tạo. Có lần tàu mắt xa lưng được ổng thưởng rất hậu. Sao gọi là Chiến Cải Tạo? Vì ổng đi cải tạo quanh năm, lâu lâu trở về như cóc nhảy dĩa. Hừ, khả nghi nghe. Ê giác hơi, ngó kìa Lợm, đó là ông Chiến Cải Tạo. Hả, mặt mày như xì ke ma túy. Biết điều thì ngậm miệng ăn tiền, bộ đấm lưng cho khách quý của tàu. Dạ dạ. Bảo đảm hai đứa nhỏ đấm mát trời. Thằng vàng thằng xanh dắt hơi trước đi. Mình mãi chút bước nhịp, rõ ràng Chiến Cải Tạo che giấu bằng cướp thủy tặc. Phải tìm cách chuồn khỏi đây cực lẹ. He he, chúng mày mê lũ nhái năm màu không hả? Không, em chỉ khói chơi với ảnh ương thôi. He he, đã ơi là đã. Nằm ngồi nằm đó liêm diêm nghe. Tôi ra sau ngó chuồng heo một chút. Ôi ôi, gì thế? Cá sấu khổng lồ má ơi, bớ. Cá sấu thần tinh, bớ người nhái. Lão ú ớ cái gì, cảnh sát đường sông hay văn phòng hả? Cá sấu bắt heo nái, nó kia kìa. Đâu, đâu? Đúng là một thân cây cổ thụ sần sùi, dài thược, ha ha. Lão Chín trồng gà hóa cút. Khóc tới mai con heo chết chìm cũng khóc nổi lên đầu. Hù hù. Hồi nãy tao nghe tiếng là cá sấu. Dẹp, nước mắt cá sấu của Chiến Cải Tạo bị sập chuồng heo thì có. Về báo tin cho anh Hải mau. Đêm hôm đó, tổ thằng sói thằng thỏ và tổ nhỏ Hoa ở rừng xác vừa về trắng tay. Nhưng Lì Lợm lại thu hoạch vượt mức. Tối thiểu chúng ta cũng biết xào huyệt bọn người nhái đặt trong nhà Lão Chiến. Cô Lì cô Lợm còn tranh luận về đề tài cá sấu lạc vô sông nhánh. Có lẽ hai đứa bị ám ảnh bởi con cá sấu đầm sen long em sáng mai năm anh em mình phục kích quanh nhà Chiến Cải Tạo. Gâu gâu, à quên, Bình Bình là thành viên thứ 6. Sáng hôm sau, trên chuyến xe sớm nhất đi Nhà Bè. Dạo này heo chó cột xác mé sông mất tích liên tục, chẳng lẽ chúng bị ma già kéo dò. Ma quỷ gì, cặp ngỗng nhà tao đêm kia mất tiêu, dưới sình nguyên vết trường của con cá sấu to tướng. Vậy là cá sấu lên bờ có thực ư? Đến trưa, ông chủ à, Lão Chiến Cải Tạo sáng nay rời quán mình vẻ mặt hớt hải. Lo phục vụ khách đi, tao nghe đồn con heo nái của lão làm mồi cho cá sấu thần tinh đó.
Chà chả, xem chừng còn có sáu nhà bè quan trọng hơn thủy tặc nghe. Bằng người nhái thường lui về nhà lão ban đêm, sẽ chịu mình mai phục là chắc cú. Nhà lão Chiến kia. He he, tối nay thắng đậm hơn bữa qua, đánh úp tàu buôn nước ngoài và chơi luôn chiếc ghe tuần cảnh. Ha ha ha, có phải thần gỗ một đêm qua mà sếp nháy đèn thấy không? Hình như cái cày nhúc nhích. Hít, cá sấu bự quá, chạy, chạy. Á, à, cứu tôi. Thánh thần ơi, bọn người nhái đụng cá sấu, bỡ hải lăng đức dũng. Ý trời, khiến bà tiền cướp chạy về phía tụi mình. Chúng mày là ai mà dám cản đường nhái đen? Là hải đại bàng, được chưa? Dạ, dạ, dạ. Ở trong nhà Chiến cải tạo định tẩu thoát. Chạy đâu cho thoát hả ông Chiến tổng phạm? Hừ. Bắt được tên trùm và hai bộ hạ, còn nhái tím nhái xanh. Sao mày run dữ vậy tí? Lan và bên Minh đâu? Tao thấy còn cá sấu trong ống nhôm. Khỏi tiệm mất công, hai chiến hữu của tao cũng bị con cá sấu thành tinh nuốt chửng rồi. Ơ, em dẫn chị đi đâu đây? Trời hỡi, giáo trường của lò bò sát thời thiên sử. Cứu, cứu, con cá sấu gặm xong nhả mình ở đây. Mất dấu rồi, Bimmy ơi. Chúc mừng chiến công của số mini, các bạn sẽ được 50 triệu tiền thưởng. Mình có chuyện muốn nói với Hải. Con cá sấu bò gần 100 mét từ bờ sông lên đến ao cá tra. Thật khó mà tiền con cá sấu mà lại chịu tu luyện dưới ao cá tra. Lỡ đáy ao có đường ngầm ăn thông ra sông lớn thì sao? Mai tính làng ơi, chúng ta không thể liều mạng lặn xuống trong bóng tối. Hải sợ à? Con cá sấu dài đến 5 mét, đâu phải sáu đầm sen, đó là sáu ma. Hi hi, vậy đêm nay mình sẽ ngủ với cô giáo vàng để tham khảo thêm ha. Eo ơi, chị Lan gặp con cá sấu từ tiền sử hả? Sáng hôm sau, kêu anh Hải khẩn cấp. Ủa, ai ngờ nhị vị song long quá Hải. Mời anh Hải chị Lan lên đường gấp. Trời đất, có chuyện gì vậy song long? Ừ, chuyện cái đầm lầy cá sấu ăn thông ra hai đường cống bể. Một đường cống dính dáng nhà máy hóa chất nước ngoài, đường cống kia thông với sông nhà bè. Tụi bay nghe đồn cá sấu thành tinh xuất hiện hả? Đây là nông trại bố mẹ chúng em. Chính tôi đã bảo Long Anh Long Em đánh xe đi tìm cô cậu. Cháu không hiểu gì cả thưa chú. Hai bạn song long có nhắc đến đầm lầy cá sấu. Tôi là chủ nông trại kiêm giáo sư hóa học. Một hôm tôi đi thăm toàn thể đồng cỏ, bất thần con ngựa khựng lại và hí vang trước một cái đầm lầy lạ hoắc giữa vùng đất cứng. Tôi vô cùng kinh ngạc trước dấu vết của loài bò sát khổng lồ. Tôi nghe tiếng nước chảy và phát hiện dưới đầm lầy có miệng cống bể ăn thông ngầm ra sông cái. Nhưng dưới đầm lầy phía đối diện còn kinh khủng hơn, chỗ cống bể toàn hoác bốc lên một mùi rất khó chịu. Hít, một con trăn màu vàng chanh, không thể tin nổi, nó bò như một con lươn trên cạn. Chẳng lẽ một con lươn sống ở đầm mà lại biến thành một con trăn hung hãn? Ta cần phải phân tích chất cấu tạo đất đầm lầy quái dị này, phải đưa tăng vật vô phòng xét nghiệm ngay. Là lá la phát hiện ra rồi, đất bốc lửa, đất đầm lầy chứa chất phóng xạ R, thứ phóng xạ kích động hệ thần kinh hơn cả ma túy. Thử thả con cá nhí này vô đất xét nghiệm xem sao. Một hiện tượng khủng khiếp xảy ra, khủng khiếp, con lươn lớn bằng con trăn, con cá vàng lớn bằng cá lóc vì phóng xạ, nhưng phóng xạ từ đâu ra? Tôi muốn hai anh chui xuống miệng cống bể xem nó ăn luôn tới đâu. Thối ình ông chủ ơi, đề nghị ông chủ bồi dưỡng tiền độc hại. Hai anh được thưởng tiền nhiều gấp 5 lần lương tháng, hoan hô ông chủ. Cùi không sợ ló, hi hi. Ai dè dưới chân ruộng là đường cống ngầm. Má ơi, chất thải màu đỏ như máu, đó là đường ống thải của nhà máy hóa chất nước ngòi nhỏ xuống cống ngầm. Sự tích đầm lầy cá sấu bắt đầu như vậy. Nếu phóng xạ R của nhà máy hóa chất biến con lươn con cá thành khổng lồ dị dạng thì ra là vậy. Nhiệm vụ tôi chấm dứt, bây giờ tới phiên các cậu. Rõ ràng con cá sấu từ sông lên đầm lầy bằng đường cống ngầm. Tính sao hả Hải? Còn sáu rất ghiền hóa chất nhà máy nước ngoài như ghiền thuốc phiện, chắc chắn nó sẽ còn trở lại. Đúng vậy, nhờ phóng xạ R và kích thước con cá sấu tăng lên 3 lần, nó dài cỡ 10 mét hơn. Có thể nó là giống sấu hoa cà miệt rừng sát đi lạc về cửa sông nhà bè.
Ủa, con Mimi đâu rồi? Nó ở bờ sông. Ồ, nó sắp chui vô đường cống bể để lên đầm lầy. Hãy để con Sáu tự do. Sao? Chúng ta cần đột nhập nhà máy cướp tài liệu về phóng xạ rờ. Còn Sáu tính sau. Một lát sau, nhà máy hóa chất dần dùng. Con chào hai công tử chủ trại họ Trần. Hi hi, chịu khó đứng im lát giải huyệt nghe. Hừ, bọn nhãi dám xâm nhập văn phòng giám đốc. Hãy nếp mùi huyền đại tứ đẳng Taekwondo. Thiếu Lâm nè. Dạ, tài liệu tối mật phóng xạ rờ. Cảm ơn mắt thần Bình Bình. Cảnh sát sẽ làm việc với bọn treo đầu dê bán thịt chó. Vâng, tôi đang giữ tài liệu và một chai hóa chất rờ. Mời các chú các anh đặc nhiệm đến lẹ. Các chú đừng bắn. Cá sấu nghiện nặng phóng xạ rờ, các chú hãy giăng lưới dưới hố để cháu nhử mồi nó. Cá sấu trườn theo ngay. Nè nè. Con sấu mềm mồi nhào xuống. Hú vía, hãy lùi sát miệng hố. Miệng lưới siết chặt ngay. Eo ôi, cá sấu to kinh khủng. Bọn giám đốc bất hảo đã bị bắt. Cá sấu sẽ được đưa về trại nuôi thí nghiệm. Thế là chấm dứt huyền thoại cá sấu khổng lồ.